Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để đăng ký tài khoản trong YouTube channel để kiếm advertising, quảng cáo. Thì trong cái này thì mình dồn dây lại một cái YouTube bình thường, đúng không? Thì mình bấm vô cái bên phải này, cái góc bên phải này, cái phần mà cái hình của cái kênh của YouTube của mình. Đây là tôi, là đây Lộc Huỳnh, thì mình click vô đây. Thì mình đánh vô cái phần gọi là Your Channel. Mình click vô cái phần Your Channel thì nó nổi lên cái channel của mình. Thì sau khi mình nổi lên cái channel của mình đó, thì nó có cái phần gọi là Manage Your Video. Thì mình bấm cái Manage Your Video. Sau khi mình bấm Manage Your Video rồi đó, thì nó có cái phần gọi là dần bên trái thì nó có cái phần gọi là Monetization right here, ok? Thì mình đụng vô đó. Nếu những bạn nào mà chưa có cái chưa đăng ký tài khoản á, thì cái này nó sẽ không có nổi màu xanh lên. Nếu bạn nào đăng ký rồi thì nó có cái phần mà Add Essential, thì mình cái phần này là các bạn cần phải đăng ký tài khoản thì với các bạn mới có được cái khoản mà nhà bank account và cái phần quảng cáo. Ok. Hope you understand this.